Mới về tiếp một sản phẩm mới, xe lướt anh chị, đúng 8.000 cây số, City RS 2021, xe lướt 8.000 cây số nha anh chị, đúng 8.000 cây, sơn rin là 99%, chưa thấy bắn tuốt chỗ nào hết, màu đỏ đô anh chị, màu đỏ đô một cái màu cực kỳ hot nha. 8.000 cây số thì anh chị nghĩ một con xe hơi coi, còn bảo hành hãng tới năm 2024 hay 25 gì đó, hình như City bảo hành 4 năm thì phải đó anh chị. Rồi, xe đúng cây số thì không có ngại gì hết nha. Bảo hành hãng, lịch sử bảo dưỡng, bảo hành hãng đầy đủ nha. Xe này là đèn full LED ha, LED trước, LED sau. Cân bằng điện tử, túi khí an toàn là 7 túi. Rồi, lẫy số, lẫy chuyển số thể thao, 4 thắng đĩa AMS và mâm phay. Gương gập điện auto và tích hợp xi nhan nha anh chị. Cái đây là có cái tấm tôn nè, nó chiếu nắng xuống nè. Đó. Đó, thấy cái chỗ đó nó bị sáng sáng hơn. Anh chị lưu ý nha. Một con xe này nó mới lắm anh chị ơi. 8.000 cây. Tâm bán xe này cho quý cô chú anh chị mình là 515 triệu. Đó, 515 triệu. Và tâm có thể bớt cho anh chị 1-2 triệu lọc nha. Mới tinh. Màu đỏ đô, bao rút hồ sơ. Bánh dự phòng chưa xài. Và mâm, mâm theo xe, vỏ theo xe, bánh chưa mở. 8.000 cây đúng chuẩn nha anh chị, bao chép test hãng. Bởi vì một trong những cái xe lướt này á thì cái đồng hồ nó phải chuẩn và chất xe nó phải chuẩn thì mới bán được. Chứ đồng hồ mà tua, chất xe mà lỗi là sẽ từ chối bảo hành, vô mà kiểm tra hãng là rớt liền nha anh chị. Xe này nó mới khủng khiếp. Anh chị thấy mức độ mới của em nói nè. 515 triệu, bớt lọc cho anh chị 2 triệu đi. 513 triệu. Bao rút hồ sơ. Ghế nỉ trộn lẫn da rin theo xe, qua lăng y như một cái qua lăng mới để vô, được dán phim cách nhiệt. Xe này có hai cái bảo hiểm, một cái bảo hiểm dân sự và một cái bảo hiểm bắt buộc. Qua lăng tích hợp có glow control, lẫy xuyển số thể thao, đang ở 8.000 cây số. Bao cho anh chị đúng ở đô chuẩn nha. Bởi vì xe này Tâm mua là Tâm rất là rõ cái nguồn gốc của xe này. Máy lạnh auto. Đề nổ từ xa luôn anh chị. Cam ve. Có màn hình Việt Map. Cái này là có Việt Map hướng dẫn đường luôn. Đề nổ từ xa anh chị coi cái chìa khóa mà nó có cái biểu tượng giống như cái tai phone để mình nghe nhạc á, là có đề nổ từ xa nha. Xe nào cũng vậy, có cái biểu tượng này là có đề nổ từ xa nè. Đó. Cục số. Thắng tay. Honda City này nó chưa có làm xe thắng tay điện tử nha anh chị. Blue Control, bản RS là bản cao cấp nhất của Honda City rồi. Không còn bản nào cao hơn nữa nha. 7 túi khí an toàn. Màn hình Android cũng to đó, cũng khoảng 8-9 inch rồi. Rin theo xe. Lấy chỉ số thể thao. 7 túi khí an toàn, trần nỉ nguyên rin. Cái nỉ trần này là nó màu đen, nhìn nó rất là chắc chắn anh chị. Sạch mà chắc, xe mới tinh, nội thất là len ken xà beng, còn đủ hai khóa thông minh, lót sàn 6D, trần nỉ nguyên rin, lót sàn 6D này mình thích thì để, không thích thì cứ tháo bước ra đi ha nha anh chị nha. Cái đó là cái di động, chứ sợ nhất là bọc trần 5D là không có tháo được. Sản xuất năm 2021 nha anh chị. 20 là còn form cũ, qua 21 là qua form mới rồi ha. Sản xuất 2021, ốc tán bản lề thì như xe mới. Đăng ký và lăn bánh 2022. Đăng ký và lăn bánh 2022. Đát vỏ còn mới nguyên, năm bánh chưa mở, dự phòng chưa xài. Cái xe mới lắm. Tâm cho anh chị coi có thích hay là không thích thôi, còn chất xe thì khỏi coi nha. Nó mới tinh nè, có gì đâu coi. Xe mới tinh nè. 513 triệu anh chị. Có cửa gió cho hàng ghế sau làm mát nhanh hơn. Nội thất đã lên full đồ chơi rồi, cái gì cũng có hết rồi.
anh chị không tốn tiền nữa nha. Riêng xe này thì không phải tốn tiền, và chỉ hết xăng thì đổ xăng thôi, nhớt thì cứ vô hãng mà thay, 4.000 cây đi bảo dưỡng một lần. Xe này còn bảo dưỡng hãng nha anh chị, còn bảo dưỡng hãng mới tin. Cam kết bằng văn bản cho anh chị mình về mặt chất lượng cũng như là về mặt sản phẩm ha. Chủ xe rất là kỹ luôn, chủ xe quá kỹ luôn. Ổng lót cái bọng dè kỹ quá, kỹ quá kỹ. Cái thùng này nó mới nguyên nha, 8.000 cây số. Thùng mới nguyên. Keo chỉ là rin hết. Xe mới lắm anh chị ơi. Cái nhung này nó còn mới tinh luôn, còn thơm mùi xe. Còn thơm mùi xe anh chị. Bánh xe cua chưa có xài. Đồ nghề chưa mở, con đội chưa lấy. Có cảm biến ve đầu đầy đủ nha, vỏ theo xe nè, gầm bệ nè, nó mới mới khủng khiếp. $513 triệu, CTRS 2021, đăng ký 2022, bản cao cấp nhất nha anh chị. Anh chị lưu ý bản RS là bản cao nhất rồi, không còn bản cao hơn nha, cho dòng City nha. Tấm bán 513 triệu, màu đỏ đô, sơn riêng 99%, không có dấu hiệu sơn lại nha. Cửa cốp capo là riêng chưa tháo, tấp lô tấp bi mới tinh, xe rất là mới, ốc tán. Không có một cái gì để mà bình luận luôn anh chị. Nó quá mới rồi, không có điểm khuyết nào nha, không có điểm khuyết, chỉ toàn là điểm ưu thôi, điểm 10 thôi. Xe này có mua qua ngân hàng được nha anh chị, có mua qua ngân hàng được. Có cửa gió sau, ốc tán bản lời, thật là mới. Cái máy nó thôi rồi luôn, mới tinh, 7 màu. Đó, anh chị mình có nhà ý mua xe này thì alo cho Tam nha, 0917215512 và 0974835522. Đến với ô tô Duy Tâm có địa chỉ là gần Ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Google là đại lý ô tô Duy Tâm nha anh chị. Và gọi vào số điện thoại trên, đến xem xe thực tế là sẽ chịu liền. Cái xe này đến xem thực tế là chịu liền, chứ đâu biết chơi gì đâu, bởi vì nó quá tuyệt vời anh chị ơi. Dòng này nó chạy ít hao xăng lắm, đường trường thì 4.7 lít và hỗn hợp là 5.7 lít, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và sửa chữa rất là dễ. Còn tính năng thì đầy đủ, không có thiếu gì hết, không có thiếu gì hết nha anh chị. Đèn là đèn full led rồi, nó sáng rực rỡ, ban đêm đi thì thôi rồi, nhức nách, sáng lắm. Mâm phay, vỏ theo xe còn mới nguyên. Đèn gầm cũng là đèn led, đèn pha cũng là đèn led. Máy mới 7 màu, đăng kiểm thì còn tới tháng 9 2023. Cái máy của nó như một cái máy mới. $513 triệu nha anh chị. Anh chị liên hệ cho Tam để mua con xe mới này về xài ha.
rẻ được biết bao là tiền. Thời điểm xe này là khách mua là 678 triệu, đứa em gần nhà nó mua 678 triệu. Bây giờ bên Tâm bán là 513 triệu. Giá hiện nay thì anh chị có thể tham khảo nha. Còn Tâm bán giá này ha, anh chị cứ coi được thì ủng hộ Tâm nha. Nay xe mới thì anh chị cứ tham khảo trên trang web hoặc là trên Google hoặc là vô hãng. Còn xe này thì Tâm bán giá 513 triệu Tâm mới bán được. Xe này nó cũng mới tương tự như xe mới. Xe mới là 100%, xe này cũng phải còn được 97% anh chị. 96-97%. Nước sơn green là nguyên xe. Cái máy nó y như cái máy mới trong hãng vậy đó, tương tự. Máy mới trong hãng là 10, cái máy này cũng phải được 9.5-9.6. Nó mới vậy thôi, mới hơn nữa đâu biết sao đâu, đâu có mới hơn được nữa. Mới tinh. Rồi Tâm bán cho anh chị là 513 triệu bao rút hồ sơ. Anh chị đến với ô tô Duy Tâm theo địa chỉ trên và xem thực tế cái xe là sẽ rõ nha, coi Tâm nói có đúng hay là không đúng nha. Xe chuẩn, cam kết cho anh chị mình luôn, nếu sai là bên Tâm hoàn toàn chịu trách nhiệm cho anh chị và khách hàng. Đó, liên hệ Tâm để sở hữu con xe này bằng một cái chất lượng tuyệt vời và giá thành là như vậy. Tâm có văn bản cam kết cho nhà mình. Nếu như nhà mình còn chưa có đủ tự tin thì cứ xách xe này vô Honda bất cứ tỉnh thành nào của nơi mình ở hoặc là ở đâu cũng được, không có nhất thiết là phải vô chỗ nọ, vô chỗ kia, vô chỗ mà anh chị muốn, vô chỗ mà anh chị yêu cầu, kiểm tra và check đúng, nhận sai, trả xe hoàn tiền lại, không có lý do lý sự gì hết nha anh chị nha. Đây là một con xe rõ chuẩn, xe lỗi là Tâm nói xe lỗi, xe rin là Tâm nói xe rin. Đây là con xe rin, anh chị hết sức là yên tâm khi chọn lựa sản phẩm này là xe lướt nha. 513 triệu chốt đơn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi và đăng ký kênh cũng như là ủng hộ ô tô Duy Tâm trong những năm tháng qua. Hôm nay Tâm làm cái video này để giới thiệu đến nhà mình con xe lướt 8.000 cây số City RS 513 triệu. Xe rin tới 98%. Là nói về nước sơn. Nước sơn là 98%, 97-98%. Còn đồ đạc của nó là rin nguyên bản và cái máy mới 100%. Chưa đụng đậy một con ốc. Máy mới nguyên rin 100%. Nội thất thì sạch trơn. Đầy đủ tính năng, không còn gì phải nói. Và tất cả là được rin theo xe hết, chưa lai bất cứ một món gì, cam kết là không đâm va, không ngập nước, máy móc không đụng chạm. Có văn bản cam kết nếu nhà mình chết ra mà sai phạm, gửi xe hoàn tiền, không có lý do, không có một cái biện minh gì hết. Bởi vì bán cái sản phẩm này là một cái tài sản cho khách hàng, mà lừa dối thì người ta trả xe thì nhận lại, còn không nhận lại thì dẹp nghỉ đi. Đừng có mà nói order, mà nói mà lẹo lử là không được nha anh chị nha. Cứ mua, được thì lấy, không được trả xe cho Tâm, Tâm bán người khác. Còn bán người khác không được nữa, Tâm để làm chân đi. Bình thường, đối với Tâm là kiếm tiền không quá khó, nhưng mà đừng có làm khó nhau là dễ nhất. Bởi vì Tâm sống như vậy nên bà con rất là quý. Cái tình cảm đó bà con ủng hộ nhiều. Chứ hiện nay là thị trường người ta bán không được, mà Tâm bán rất là được. Ngày nào Tâm cũng bán từ 3 tới 4 xe. Tháng này Tâm bán chắc khoảng 80 mấy xe đó anh chị. Ngày hôm qua cũng bán 4 xe, hồi sáng giờ cũng bán 3 xe. Giờ tới chiều là chưa có xe nào. Đó, nếu mà anh chị ủng hộ nữa thì ok. Nói chung là xe dư âm. Ngày hôm qua khách cọc, hôm nay đi giao, buổi sáng nay 3 xe rồi. Đó, thì anh chị cũng biết rồi, cái lượng xe mà bán ra như vậy thì người ta rất là tin tưởng, dành dụm cả đời hoặc nửa đời người mới mua được cái ô tô. Mình gạt họ một cái, trời họ gặp mình chắc họ đâm luôn quá. Thiệt á. Nên Tâm có suy nghĩ như vậy, Tâm là người đi mua hàng. Thì Tâm có một cái tâm lý là mình phải đặt cái niềm tin vô nơi đó, mà nơi đó gạt mình hận dữ lắm. Thì chính vì cái như vậy á, nên Tâm bán hàng được. Và Tâm đặt cái vị thế của khách hàng vô cái người đi mua hàng giống như mình như họ vậy đó, là dễ phục vụ lắm. Bà con yêu thích Tâm thì cho Tâm một cái đăng ký nha, đăng ký kênh để nhiều sản phẩm về liên tục để phục vụ bà con ha. Tâm cảm ơn, xin chào tạm biệt ạ.